Hành vi chiếm dụng lòng đường, lề đường, làm nơi trông giữ xe dù ở trong đô thị hay tại khu vực ngoại ô thì cũng sẽ đều bị xử phạt. Mức phạt có thể lên đến 12 triệu đồng theo Nghị định 46 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Cụ thể, phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng đối với cá nhân, từ 4 đến 6 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện hành vi vi phạm chiếm dụng phần đường xe chạy hoặc lề đường của đường ngoài đô thị dưới 20 m2 làm nơi trông giữ xe. Nếu trên 20 m2, phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng đối với cá nhân, từ 8 đến 12 triệu đồng đối với tổ chức. Ngoài ra, cá nhân tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm gây ra. Nghị định 171 trước đây chỉ quy định xử phạt đối với hành vi chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố trong đô thị. Thực tế, nếu xuất hiện tình trạng chiếm dụng lòng đường của đường ngoài đô thị làm bãi đỗ xe sẽ không xử phạt được. Do đó, Nghị định 46 đã bổ sung quy định xử phạt đối với hành vi này để đầy đủ và chặt chẽ hơn.